Thank you.
Oh!
不准卖啊！哎，刚才。Yeah!
lượt thi đấu thứ hai ạ. Ban tổ chức xin thông báo lượt thi đấu cuối cùng của phần thi kéo co sẽ diễn ra giữa hai đội thứ nhất và thứ nhất. Xin mời các vận động viên của hai đội chúng ta chuẩn bị. Và sau phần thi đấu kéo co sẽ là phần trò chơi bịt mắt đánh trống và trò chơi cướp cờ. Để những các em học sinh, các em thiếu niên nhi đồng chúng ta tập trung về sân để chuẩn bị tham dự các phần trò chơi của ban tổ chức. Thank you.